mới đây thứ trưởng bộ công thương trần quốc khánh đã có buổi tiếp và làm việc với ông jeremy rockliff thủ hiến bang tasmania úc tại buổi làm việc thứ trưởng trần quốc khánh đánh giá cao quan hệ hợp tác thương mại công nghiệp và năng lượng giữa việt nam với úc nói chung và với bang tasmania nói riêng thứ trưởng nhấn mạnh việt nam và úc hiện là thành viên của ba hiệp định thương mại tự do là hiệp định thương mại tự do asean úc new zealand hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương và hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực Do đó, cần có sự phối hợp, tuyên truyền để doanh nghiệp hai bên khai thác, tận dụng những ưu đãi, thuận lợi từ các hiệp định. Thứ trưởng hy vọng Việt Nam từ vị trí đối tác thương mại lớn thứ ba sẽ sớm trở thành đối tác thương mại lớn nhất của bang Tasmania và đề nghị bang Tasmania cung cấp ổn định các sản phẩm nguyên liệu nhôm, kẽm, tăng cường kết nối doanh nghiệp hai bên để tìm hiểu nhu cầu, thúc đẩy trao đổi các sản phẩm thế mạnh của bang Tasmania tiếp cận thị trường 100 triệu dân của Việt Nam như thực phẩm, đồ uống, cá hồi, khoáng sản. Ông Jeremy Rockliff hy vọng chuyến thăm Việt Nam lần này sẽ thiết lập các cơ chế hợp tác mới, thúc đẩy mạnh hơn quan hệ thương mại, đầu tư giữa bang Tasmania với Việt Nam nói riêng và giữa Úc với Việt Nam nói chung hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Úc vào năm 2023. Với mục tiêu trung hòa carbon mà Việt Nam cam kết thực hiện vào năm 2050, ông Jeremy Rockliff nhận định sẽ có nhiều cơ hội cho bang Tasmania hợp tác, hỗ trợ Việt Nam về kinh nghiệm, công nghệ trong phát triển năng lượng tái tạo trong thời gian tới.